Vâng, chào các bác, lại một hành trình mới của ngày mới bắt đầu. Trong hành trình đầu tiên của ngày hôm nay thì anh em Zigao Duo chúng em có chuyến đi lên thôn Một Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội để lắp đặt cho anh Toàn một bộ dàn. Một bộ dàn âm thanh có thể nói là trong cái phân khúc nghe nhạc hát karaoke giải trí, nhưng mà một bộ dàn nhỏ xinh đáp ứng tối ưu cái không gian 20-40 m2. Và những cái thiết bị nhỏ xinh nhưng mà để mà nói chất nhạc, nghe nhạc, giải trí, hát karaoke thì nó không hề bình thường chút nào. Xin mời các bác cùng lên tìm hiểu bộ dàn ngày hôm nay chúng em setup cho anh Toàn. Vẫn là một địa chỉ tin cậy quen thuộc cho các bác và anh em, Zigao Duo âm thanh số 133 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Bác nào quan tâm đến những bộ dàn âm thanh thì hãy liên hệ với Zigao Duo, chúng em sẽ tư vấn và sẽ lắp đặt cho các bác và anh em trong những cái bán kính cho phép. Những bác nào ở xa thì anh em chúng em sẽ gửi hàng qua xe, qua bưu điện và chúng em sẽ hướng dẫn các bác căn chỉnh online làm sao các bác làm chủ thiết bị, các bác sẽ vận hành tối ưu hóa dàn các bác lựa chọn. Xin mời các bác. Sau gần 2 tiếng đồng hồ di chuyển thì anh em Zika chúng em đang có mặt ở thôn 1, xã Tích Giang. Và đây là xóm Đồi Nhì, Phúc Thọ, Hà Nội. Nhà anh ở trong ngõ hơi sâu, anh em để xe ở ngoài và vừa vận chuyển đồ vào. Mời các bác cùng vào tham quan ngôi nhà của anh Toàn để xem bộ dàn của anh hôm nay là gì, các thiết bị ra sao, phối ghép như thế nào. Cuối cùng là chúng ta sẽ tận hưởng những cái bài nhạc, bài karaoke trên bộ dàn do anh em Zika chúng em set up. Ngôi nhà rất đẹp đấy. Không khí ở quê thì nó rất yên bình các bạn. Và đây anh Toàn thì có làm nghề sắt làm cửa. Và đây là bộ dàn. Bộ dàn của anh Toàn ngày hôm nay thì gồm có một cặp loa full C12 bass 30. Và anh ghép với hệ thống đẩy nền vang siêu mỏng, có thể là mỏng nhất trong các dòng đẩy nền vang mà Zigao Duo chúng em phân phối. Đẩy nền vang KS2020 và ghép với một bộ mic không dây VK321 và loa siêu trầm S200 bass 30. Hôm nay nhà mình nhập bao nhiêu mét đi anh? Tương đối là rộng. Gần 40 mét. Gần 40 mét là cái diện tích lý tưởng để cho chúng ta chơi cặp loa full C12. C12 thì nó sẽ đáp ứng không gian từ 20 đến 60 mét vuông. Là những cái phòng 30-40 mét vuông là những cái diện tích lý tưởng cho bộ dàn nó hoàn thiện về chất nhạc, phù hợp về không gian. Anh Toàn có thể chia sẻ một chút là anh biết tới Zika chúng em lâu chưa anh? Anh xem bên Zika lâu chưa? Mới gặp một này. À dạ vâng. Anh đã tìm hiểu Zika là qua kênh nào anh? Xem trên TikTok. À TikTok ạ. Dạ. Dạ vâng. Không, dòng đẩy nền vang bây giờ thì nó tiện, đẩy nền vang bây giờ công suất nó khỏe nữa, nên là nghe nhạc hát karaoke thì nó không như những dòng đẩy nền vang ngày xưa là công suất nó yếu, nó chỉ nghe nhạc thôi. Vâng, còn bên em chỉnh sẵn rồi, sau anh chỉ việc to nhỏ của nhạc, nếu mà hát karaoke là to nhỏ cũng mức là mình sử dụng thôi. Và sau đây chúng em sẽ bóc hộp ra và sẽ đồng lô thiết bị, sau đó cho các bác cùng thưởng thức chất nhạc của dàn do anh em Zika chúng em phối ghép trong căn phòng khách của nhà anh Toàn. Và kỹ thuật bên em đang trong quá trình đầu nối dây rắc để trang điểm cho căn phòng khách của nhà anh Toàn với bộ dàn. Và bộ dàn của chúng em ngày hôm nay cũng có một cặp loa full C12. C12 thì quá quen thuộc với các bác và anh em, dòng loa full bass 30. Và đôi loa C12 thì đang có giá là 9 triệu đồng. Và bộ dàn hôm nay anh ghép với hệ thống đẩy nền vang KS2020. Đẩy nền vang số cao cấp siêu mỏng, mỏng nhất cho đến thời điểm hiện tại mà Zigao Duo chúng em phân phối. Và để
cho những cái bản nhạc nó thêm uy lực mạnh mẽ thì anh có ghép thêm một loa siêu trầm S1200 bass 30 và một bộ mic không dây VK321. Toàn bộ dàn và kỹ thuật Mr. Đệ đang trong quá trình đấu lốt những dây rắc còn lại. Các bác sẽ được thưởng thức chất nhạc tại căn phòng khách nhà anh ngay bây giờ đây. Lang thang trên phố dưới cơn mưa chiều, bước chân dầm mưa trông vắng cô liêu. Từng vòng tay đầy ôm ấp tình yêu, em vẫn như chim nhỏ ban chiều kêu ngất theo như về cuối đèo. Ai đem mưa đến cho em âu sầu? Tiếng mưa buồn tênh thiếu bước chân nhau. Trời còn mưa hoài trên phố hàng cây, không có ai che lạnh vai gầy, mình thở dài với trời mưa. Em cứ nghĩ là thời gian xóa nhòa đi ký ức hai ta. Nếu ngày hôm nay, nếu ngày mai đây, liệu mình lại thấy nhau? Nếu em yếu lòng vì bao khoảng trống, sẽ yêu anh lần nữa không? Nhạc khóc trong em vô vọng, đừng một cô đơn là làm nhớ mong. Hạnh phúc nơi ta mơ mộng, chỉ còn lại hai chữ đau lòng. Vâng, và chúng em đã cài đặt cũng như là
Mít Tư Đệ thì đang trong quá trình hướng dẫn anh Hải cách sử dụng vận hành bộ dàn làm sao nó được hiệu quả nhất. Chị ơi, chị hát xong chị phải cho em cái nhận xét chứ, chị đi về luôn. Chị hát thì thấy thế nào? Ok đúng không chị? Vâng, em cảm ơn ạ. Vừa rồi là có mấy chị hàng xóm khi nghe thấy anh Hải sắm bộ dàn âm thanh thì các chị đang nấu cơm phải chạy sang để hát thử vài bài karaoke. Các bác cũng đã thưởng thức những cái bài karaoke rất hay và ngọt ngào trên bộ dàn chúng em setup. Và các bác nào còn đang tìm kiếm những bộ dàn âm thanh mà thích những thiết kế nhỏ gọn, xinh xắn, để rất vừa. Con đẩy đến vang KS2020 thì là chúng em đã lên rất nhiều video giới thiệu với các bác và anh em. Siêu mỏng ạ. Các bác để đâu cũng được, cả để bàn, để tủ kệ, nó rất nhỏ gọn. Nhưng mà nhỏ mà có võ. Những cái bộ dàn âm thanh mà các bác ghép cặp loa full bass 30 thì nó thoải mái cho các bác nghe nhạc giải trí hát còn ok. Một bộ dàn có thể nói là rất hoàn chỉnh, rất đẹp. Và anh em chúng ta đã trang điểm xong ngôi nhà chúng ta vào lúc bộ dàn âm thanh. Các bác có thể thấy là ngôi nhà sau khi chúng ta đã trang điểm cái bộ dàn âm thanh nó không được chính đáng. Và các bác cũng với chủ đầu tư của bộ dàn ngày hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều đã tin tưởng đặt niềm tin vào Zika và bộ dàn này. Sau khi chúng em đã cài đặt setup xong thì anh nghe thử và cũng đã lâu kia thì anh tìm nha. Bây giờ chúng tương đối rồi, cái là qua cái quá trình dùng còn cảm thấy là mai nó chật tầm cũng phải chèn cho mình đúng một vài ngày trải nghiệm mà mình sẽ đánh giá tiếp thì nó còn có thể là nó máy móc nó trục trặc thì là vâng anh ở đây gần thì đồ điện tử này có chuyện tăng thì anh em có muốn bảo hành sẽ hỗ trợ anh hay đi nhiệt tâm là sau mình anh nếu mà lắp đây mà ngon nhẹ thì sẽ tới được khả năng là 1 ngày thì nữa là không là vào đang tích cực còn có cơ sở này là vâng thì cũng rất mong anh Toàn sẽ là người kết nối nếu mà còn những anh em nào mà tìm kiếm những bộ dàn âm thanh thì anh chia sẻ với các đức Zika để anh em biết đức Zika với em nhiều hơn. Rồi cảm ơn anh, cảm ơn anh, rồi cảm ơn anh, rất cảm ơn anh, đến đây anh.